ra mà bây giờ mà con mới chạy về. Hả má? Cái này dò cẳng con nè. Dò cẳng con nè. Con đi đâu mà dò cỡ dò cẳng con vậy? Bây giờ con bước ra ngoài này coi. Bước ra. Con có lì không? Hử? Con bỏ cái là con đi 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 à. Con đi đâu? Người ta chạy ra chút người ta phải chạy vô nhà chứ bây giờ đi nè, cái hình thù nè. Cái này cái dò cẳng nè, hình thù nè. Rồi khúng nấm cái gì? Sợ gì mà nó khúng nấm? Có sợ gì ai? Kêu nắm nắm không quay lại. Rồi bây giờ làm cái sợ hãi lắm rồi kìa. Đó. Mới tắm thì nè, rồi dò cẳng đâu đưa coi. Đưa dò cẳng đây. Thích ra coi. Sợ gì đâu mà cái nè. Cái nè. Đó. Bây giờ cẳng nè. Mới tắm xong nè. Làm như thiền tự vậy đó, đây nè, đó. Rồi cái giọt kia đâu?